Nghe lên một tí. Cây gì rồi? Rồi, chuẩn bị nào. Nghe nhá. Hai ba lên. Ôi giời. Hai con lên cả hai kìa. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì thời tiết ở chỗ tôi bây giờ hiện tại là đang rất là mưa. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một thử thách làm diều solo cùng với Đoàn Thiên Bảo. Đấy, chào anh em nhá. Bảo quên. Ok các bạn ơi, thì hôm nay là mình sẽ cùng bảng thử thách làm diều mini nhé các bạn ơi. Em muốn làm diều loại 50cm hay là 1m? Em thích chơi loại 50 anh ạ. Được. Đủ 50cm luôn. Chơi mini thôi. 50cm các bạn có nghĩ là mình có làm được không? Thì mình và bảng hôm nay đã đang chọn loại cáp quang siêu mini. Đây là cáp quang loại 1ni nha các bạn nhé. Thì cáp quang là mình đang bán giá là 1.000 một mét. 1.000 một mét, các bạn nào muốn mua thì mình bán nhá. Nhưng mà mình bán tầm khoảng độ 50.000 trở lên các bạn nhé. Thế còn bán khoảng độ tầm 10m, 10.000 thì nó cũng hơi ấy nhỉ. Tiền ship kéo tầm phải 30.000. Úi dồi ôi luôn các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm video bằng cáp quang 1ni này, 1ni siêu mini này các bạn nhé. Làm diều 50cm. Ở đây có cáp quang bé này. Cáp quang này chắc làm được tầm mét. Chắc tầm 1.7. Là tầm 1m. Mét độ. Em dám xuống không? Anh vào đây luôn đi. Nghe có vẻ xanh xòi quá nhỉ, chật chát đấy, già gì đấy. Và luôn nha anh em nhá. Và luôn. Mang cái thước đo đây. Hôm nay ấy, mình sẽ làm diều cho các bạn xem. Ông này là ông ấy gạ mình trước các bạn nha. Gạ solo kèo để thử thách xem là có làm được diều hay không. Và cũng lâu rồi mình cũng không làm diều các bạn nhá. Tí nữa mình sẽ làm và ở đây là có thước đo đàng hoàng luôn. Em cắt là 4 nan đi. 4 nan loại 50cm. Ô, 4 nan bé bằng này rồi á? 50cm bé rồi á? Nếu lên được không? Chỉ có bằng này thôi anh em ạ. 50cm bằng này á? Bé quá, thật. Thứ nào tầm 80cm đi. Cho nó yếu yếu một tí, 80cm. 50 mình thấy bé quá các bạn ạ. 50 chỉ có che thôi, nhưng mà thế này thôi. Là tầm 80cm xem thế nào nha anh em nhá. Anh sợ rồi. Anh Quang ngại vén rồi anh em. Anh sợ. Cũng hơi đánh đén sợ không nên. Cho nó dài dài tí chứ. Yếu okay quá chưa? Bây giờ làm 4 nan. Đây cắt đi em. Cắt 4 nan nhá. Ở đây là có rất là nhiều cáp quang. Kiêm quay ở đây cho các bạn xem. Rất là nhiều cáp quang các bạn nhá. Đấy, tí nữa là mình sẽ chọn lọc cái lại nan bé bé thôi. Đây nan này để làm nan cái nha các bạn ơi. Thì làm tỷ lệ thích là bụng bầu hay là bụng bé, bụng hẹp như nào tùy vào bảng. Còn tí nữa làm diều thằng nào lên trước thì thằng này chiến thắng. Màn cược này sẽ là cược 200.000. Em dám chơi không? Chơi luôn. 200.000 đấy. Chơi luôn nhỉ? Chắc chắn rồi. Anh em ok các bạn ơi, 200.000 nha, kèo cược 200.000. Tiền đâu. Đấy. Đến xem á. Đây các bạn này, mình có tiền nha các bạn nhé. Trong đây là không biết bao tiền, nhưng mà mình nghĩ là đủ đấy. Đủ không nhỉ? Chắc đủ rồi. Thôi, chơi kèo 200.000 nha các bạn ơi. Để xem là ông này có chơi làm diều đẳng cấp hơn mình không, hay là mình đẳng cấp hơn nha các bạn nhé. Đẳng ai đẳng cấp hơn thì các bạn cùng xem hết video này. Nãy giờ chèm gió hết 4 phút rồi vẫn chưa làm được cái gì. Nào, chuẩn bị nhá. Thì cắt 4 nan bằng cắt món ăn vào nhau nhé. Cuộc thi sẽ chuẩn bị bắt đầu nha các bạn này. Và những con diều này mình không bán đâu nên là các bạn đừng hỏi nhá. Mình chỉ làm clip cho các bạn xem vậy thôi, chứ còn cái lúc mà vận chuyển thì không thể nào mà vận chuyển được những cái con diều này. Chỉ có bào bão những cái nan này các bạn. Đấy. Cái này về có thể làm được 80cm nếu mà cắt sẵn như này gửi cho các bạn cũng được. Bởi vì nó cũng không thể gãy được. Sẵn. Ok nha các bạn ơi. Thì ở đây là mình đang chuẩn bị hai khung này. Bảng cũng chuẩn bị hai khung. Thì khung bảng đo cho mình ấy là đang bị dài hơn một tí các bạn nhá. Ông bảng trên khăm. Chứ vẫn. Mình thì mình không quan trọng cái vấn đề này lắm đâu. Nhưng mà vì cái 200.000 nữa mình đồng tiền nó thay lòng đổi dạ mình lắm các bạn. Nào. Để mình sẽ đo cân xứng hai bên nhá. Theo những cái cách làm diều của mình thì mình nói thật luôn là mình có kinh nghiệm từ rất là lâu rồi, từ lớp 1 luôn các bạn ạ. Lớp 1 nó bắt đầu là mình đang tập tệ, là lúc ấy mình chưa biết làm diều. Nhưng mà mình xem ông anh mình làm nên là mình biết.
giờ là mình đã ra nghề được mấy chục năm rồi. Đấy. Tính ra là khoảng 17 năm. 17 năm chơi diều đấy các bạn ạ. 17 năm suốt từ cái đợt bé chơi diều ấy. Đến giờ vẫn nghiện nha các bạn nha. Không nghiện thì không thể làm YouTube được cho các bạn xem được. Đó. Ok, có nẹp không em? Nẹp chưa anh? À, nẹp hay không là tùy nhỉ. Để mình sẽ làm xem là con nào nó bay cao hơn nha các bạn nhé. Đây, sử dụng loại dây chỉ này. Chỉ này vừa có thể làm mà vừa có thể cuốn. Nãy giờ mình nói nhiều quá nên là thằng em nó đang vào nghề hết rồi. Không biết là nó làm cái gì. Mình sẽ làm nan cái, mình sẽ sử dụng loại nan cái gì nhỉ? Anh dễ thua lắm. Nên em cổ vũ cho khách mời. À. Cổ vũ cho khách mời á? À? Ừ. À. Ông này ông thử thách anh mà. Thế là ai là khách mời em? Đây đây đây. Anh em mình chắc tình cảm khó bền lâu lắm. Em cổ vũ cho khách mời này. Đây. Thằng em nó chơi mình, nó vào nó quay cho mình, thế là nó giờ nó đi cổ vũ khách mời nha các bạn. Đây đây đây. Mình đã buộc xong đang nẹp nha các bạn nhé. Mình sẽ quay cái chi tiết, cái cách mình làm cho các bạn xem. Đây, mình nẹp luôn như thế này. Ôi chết rồi, nó không đều. Chỉ sợ nó không đều thôi. Tí nên diều mà nó mà thành công hay không thì em thích chơi đuôi gì em? Ở đuôi cá đi anh ạ. Đuôi cá đâu dễ à? Mà đuôi cá dễ quá. Thì chơi đuôi rái đi cho nó đẳng cấp. Trời mẹ chứ mà. Chính Mỹ hay là mì chính thì cũng ok. Cũng lắm là cho ta. Mình cho là nồi hoặc gây củi. Chứ mày quay cả hai. Có nhìn vâng, cả có. Nhìn cả hai không? Có. Quay sang cả bên này này. Quay sang góc bên này nhiều hơn tí này. Nhìn góc này có nhìn thấy anh không? Nhìn gần nhìn được. À. Mày cho sang đây một tí đi. Chích góc sang đây một tí nhá. Các méo này. Hả? Hai từ yêu và thương khó quá. Anh phải nay chim bữa giờ. Hả? Anh phải nay chim bữa giờ. Có mỗi cái máy này ấy. À đâu? Điện thoại. Điện thoại gì ấy? Kia mày có khi mang vào trong kia dần em à. Mang cái đống này vào trong kia của anh cái. Để lại cái bé nhất đây nha. Tí nhìn nằm ok em, ok. Đang cố gắng này các bạn ơi. Cái này phải chắc chắn tí. Nào nó phải chắc chắn. Để em xem nào. Ôi, bám xong rồi á. Mình xong mẹ rồi anh em ạ. Vãi thật. Mình mới buộc cái khung thứ hai thì bám nó xong mất rồi. Làm diều thì à, buộc cái khung thứ nhất. Rái anh Quang. Ờ, đôi rái em ạ. Anh thích làm nuôi rái kiểu gì thì rái. Dạ cũng được mà nó hẹp cũng được. Miễn sao đẹp là được nhá. Nhưng mà làm nhanh là cộng 1 điểm nhá. Xem tí nữa là chấm điểm mà thôi, chẳng cần chấm điểm gì kia. Thời gian không giới hạn. Nói chung là em cứ làm sao mà tí hai cái diều lên nhìn chất chát là được. Anh nghĩ này à, em dễ thua lắm. Ừ rồi. Mình xem cái tầm ngắm nó xem nó như thế nào. Thank you.
Ok anh em ơi, sau cơ này mình đút tiền cho Bảo nhá. Thế là à Bảng nhá. Mà Bảng bảo là thôi thì em chịu chấp nhận nhận 100.000 của anh để đợi anh làm xong. Đấy thì cuối cùng mình cũng làm xong rồi các bạn nhá. Đây, để cho sát vào cạnh tường này. Đây, cho nó nhìn rõ hơn. Đây là chính là sản phẩm của mình nhá các bạn nhá. Đấy, của mình đẳng cấp thì cao hơn tí. Đây, ok, chấp nhận anh em xem là dáng nào đẹp hơn các bạn ơi. Như mình là mình thấy là dáng này dáng mì chính này. Chính Mỹ này, đây không phải dáng Song Vân này, đây là dáng chính Mỹ rồi. Tí nữa bọc bọc cái này nữa. À, cái phần này có khi đẹp hơn này. Nhưng mà bụng của Bảng hơi bầu nhỉ. Yeah. Hơi bầu đúng không? Bầu thế. Ok nha các bạn nhé. Còn dáng của mình chắc là mình chẳng biết là dáng gì nữa. Nếu mà bọc lên thì dáng diều. Nó giống chính Mỹ thì nó là thành chính Mỹ. Cái này dáng diều. Ok các bạn nhé. Bây giờ là mình sẽ bọc. Và bọc bằng cái gì các bạn biết không? Bọc bằng màng thực phẩm cho nó nhanh. Thực phẩm không? Hay là chơi áo mưa. Để áo mưa châm hương nhá. Cho nó đẹp. Áo mưa châm hương á, em chưa chơi bao giờ. Có kim không anh? Có kim á? À đủ. Kim chỉ luôn. Trong kia có kim, trong kia có kim ấy. Này áo mưa để đi xe này. Nói cả chơi kim. Chơi cả áo mưa đấy. Nói thật. Ok các bạn nhá. Thì mình giờ là mình sẽ cùng Bảng bọc con diều này và test cho các bạn xem là con nào nên chuẩn chỉnh là ngon nhá các bạn nhá. Mẹ cái đéo gì vậy. Mà nhẹ. Mà cái đấy không được. Ok, bây giờ là bọc luôn các bạn ơi. Ok nha các bạn ơi, thì cuối cùng sau khoảng độ là 1 tiếng thì anh em mình đã bọc xong. Thì 1 tiếng nó hơi dài. Hơi nhanh nhỉ. Có phải 1 tiếng không? 15 phút. Ờ, 15 phút bọc. 15 phút bọc. Đây thì cho các bạn xem đây là một con hàng xám xi măng nha các bạn nhé. Cùng với con diều đen nhám. Đây, bọc bằng áo mưa hết nha các bạn nhé. Hai con diều siêu phẩm. Đây là con diều của mình làm nhé các bạn này. Còn đây là con của Bảng này. Nhìn các bạn có thể thấy đấy, ma quy đời của Trung Quốc anh em nhé. Đây là lấy cái bọc hàng ra đây để mình đã quay chi tiết cho các bạn xem. Em cầm dây cho anh đây. Ơ, cầm nó bẩn. Đó, đây chính là cái đuôi mà mình đã dán bằng dính ở xung quanh và mình đã cắt chi tiết cực kỳ ok luôn anh em nhé. Đấy, bọc này nhìn nó không được đẹp lắm bởi vì cái bên trên này phần khâu. Đây của Bảng nó là khâu, nhìn cánh của Bảng có vẻ đẹp hơn các bạn ạ, nhìn form bầu rất là đẹp. Bên dưới châm hương rất là nét luôn anh em nhé. Đấy. Bảng châm hương rất là nhanh luôn. Châm hương thủng lỗ hơi to tí nhưng mà vẫn ok. Đấy bây giờ là sẽ đi test hai con diều này cho anh em xem. Đây và chuẩn bị một mình Bảng cân cả bầu trời thôi. Bây giờ là test con của Bảng trước các bạn nhá. Để xem là con nào nên ok trước ấy. Đấy con này con của mình sẽ để sau nhá các bạn ơi. Thì các bạn xem là con nào nên ok nhá. Đây bây giờ là Bảng thử thách màn giật tay đi đây. Đấy nha các bạn ơi. Chuẩn bị đâm hai con nhá. Hiếu anh ơi. Em cảm thấy thế nào khi con diều này chỉ... nét. Con nào thì em thấy con nào ngon hơn? Em thấy con này ngon hơn của anh. Thế á? Quê. Ây giời, sao em nhìn của anh em lại định giá thế. Nhìn cái đuôi của mình có vẻ nó hơi bị to tí các bạn nhé. Giá hơi to tí. Con này cũng vừa tầm đấy các bạn này. Mình thấy con này nó vừa tầm thôi. Ê, chuẩn bị đâm cả hai con nhá. Nào, hai đứa chuẩn bị kéo là từ từ. Đứng vậy thôi. Hay đứng lên đây một tí. Cây gì rồi? Rồi, chuẩn bị nào. Nghe nhá. 2, 3, lên. Ôi da. Ừ, hai con lên cả hai kìa. Ôi da, chật tê nhỉ. Các bạn ơi, tài không đợi tuổi nha các bạn nhá. À đâu, sao để nói thế nhỉ? Tuổi này. Hai con diều nên rất là ngon luôn. Úi ôi, sao con của anh nên ngon này Bảng ơi. Nhào đầu luôn đấy em ạ. Thấy chất chư không? Trời ơi. Em phải tháo độ cong ra rồi. Úi ôi. Ây da, hai con nên ngon đúng các bạn ơi. Khét này luôn nhá. Mình ghé này. À. Xong rồi. Đấy con của Bảng ấy các bạn nhá. Để xem là con của mình với con của Bảng. Nói chung là con của mình nên là một phát lên luôn các bạn nhá. Chưa kịp thả lần nào đâu các bạn ạ. Bây giờ thả lần đầu tiên thì câu cho các bạn thấy diều mình nào đẳng cấp luôn. Giữ yên này các bạn nhá. Đấy hàng mini thế này thôi. Đuôi nó to ban đầu mình cứ tưởng nó đảo cơ nhưng mà không sao. Đấy rất là bao gió đứng luôn. À, xem dây của Bảng thế nào nhỉ. Dây bé hơn của dây mình luôn. Ôi giời Bảng ơi. Kèo 200 khoai chưa. Nói chung là sau cái làm nhanh thì anh biết là em làm nhanh ấy nhưng mà thì ai bổng hơn đấy nhỉ. Cái cái to nhưng mà nhìn nó nên như bình thường nhỉ. Nhìn đẹp này. Nhưng mà cần đúng không? Ôi form nó tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời đâu. Mình không thể tin được nó đẹp như thế này. Thích ghê. Thôi thả hai dây bằng nhau xem. Chắc cái này là... Thẳng nó nhẹ gió. Ờ thẳng nhẹ gió luôn. Nên đứng luôn các bạn ạ. Con diều mini chất nhá. Xám xi măng của mình vẫn là đẳng cấp nhá hơn các bạn nhá. Thả dài thế nào. Dây của em dây nhẹ hơn đúng không? Nhẹ hơn tí.
Ôi 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 ôi. Chết rồi. Quay. Gãy đuôi rồi sao ấy? Dính dái rồi, dính dái rồi. Ôi ôi ôi. Chết rồi. Không không đừng. Đừng để lên ruộng em ơi. Không sao, không sao. À, vẫn mắt tận tay này. Cuốn đuôi em vẫn tận tay các bạn nhá. Đấy, xả con của mình lên bổng kia các bạn ơi. Nhưng mà mình không nghĩ là có thể nên ngon thế này đâu. Đó. Lâu lâu không làm nhưng mà đã làm nó vẫn phải đẳng cấp. Ok. Thôi. Cắt này rồi. Cắt này ra. Nhưng mà nhỡ không nên sao? Bây giờ anh cho em cơ hội nữa. Cho em chỉnh nánh cái thứ gì để xem nó nên cân chuẩn không. Bảng form của bảng bầu cũng đẹp ấy chứ nhưng mà chị cắt cái dây này rồi. Cắt ra rồi. Cắn ra nha. À không, cho giãn à. Ui, lách được. Nhưng mà giãn ăn nhìn nó kiểu gì ấy. Đi xấu à? Ừ, xấu đi ấy. Vẫn đẹp. Ờ, vẫn được, ok, vẫn ok. Đấy, đã... Ơ, giật tay luôn à? Ây da. Ôi ôi, quả này bảng mất mình 200 rồi. Bảng ơi. Buồn lắm anh em ạ. Buồn lắm các bạn. Đó, rồi. Solo kéo 200. Ôi giời. Rồi giời. Đang cạnh. Ok. Thì các bạn thấy video của mình hay, cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Bởi vì mình đã rất là tâm huyết khi mà làm ra những sản phẩm chất lượng cho các bạn xem. Đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Ok. Diều mini. Lần sau mình sẽ vót diều cho các bạn xem nhé. Vót diều để lần sau vót diều cho kịch tính bạn nhé. Ui, buồn lắm anh em ạ. Đó, nên rất là ngon luôn các bạn ơi. Đấy, bọc rìu bên trên mình khâu, bên dưới mình dán túi bóng. Mình cứ nghĩ là nó sẽ đảo và nên thua con của bảng nhưng mà nên rất là ok các bạn nhá. Này đặc thế. Thả được rồi đấy. Buồn của bảnh. Rồi. Đúng. Sao nên nhỉ? Đây là đó, bảng thay mỗi từ, thay mỗi dấu à, thay mỗi chữ cái là phát là thành bánh luôn. Ơi, thả dây em nào. Ờ, vấn đề đấy. Thả tiếp ra. Ây giời. Nét luôn. Lối dây. Các bạn thấy thế nào? Cứ thả đấy. Đối với nào anh ơi? Khi hai nghệ nhân gặp nhau làm diều cùng nhau và cái kết bất ngờ. Nghệ nhân luôn á. Ừ, nghệ nhân còn gì nữa. Làm diều như này không nghệ nhân còn cái gì nữa. Nét này nét luôn. Cũng là nghệ nhân vót diều ấy. Anh với bảng hai nghệ nhân vót diều từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cái mình vót diều từ cái đợt còn bé cơ các bạn ạ, từ cái đợt chưa có cắp quang này luôn. Vậy đấy. Chả thế em. Hết vậy rồi. Ngon chưa? Thế em thấy diều anh thế nào? em cười thế này. Cái gì ấy? Em nói gì ấy? Em người đâu ấy? Em Thuận. Em người Bình Dương. À. Thả tiếp ra. Này, thằng này thì nhìn anh em thấy mặt nó. Học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy? Em học lớp 10. Học lớp 10 á? À? Mẹ cười nó phét rồi. Nghe cái, nhìn cái điệu cười bốc phét rồi. Ok nha các bạn ơi, mình sẽ thả dây ra tiết này. Đèn tan ta ta đi ta tinh mẹ đi ta đi ta đi ta. Ui ôi, con của bảng chỉnh lên à? Ai giả, nên cất thế nhỉ? Có phải cất hơn đúng không em? Cánh đang cất hơn nhỉ? Kiểu như cánh form bầu nó... Ờ. Ok đấy. Nói chung là để cánh thẳng ra thì nó vẫn nên đứng hẳn đấy các bạn nhé. Với cả dây nhẹ hơn. Quan trọng cái dây nhẹ, dây này. Mẹ lý do rồi. Dây này khó đứt con gì nữa. Đây. Giờ anh chuẩn bị nó vướn lên rồi xem này. Anh thả dây bé. Đây, kéo cho bằng dây của bảng ấy không bảng này bảo. Ê, con của mình nên đứng đây nhỉ? Có khi là mình sẽ cọc đêm. Lần sau mình sẽ thử thách làm một cái video thử thách cọc đêm con diều này. Và mình sẽ đi ngủ để xem là sáng ngày ra xem nó có rơi không, hay là mình sẽ ngồi mình sẽ canh giờ các bạn nhé. Nếu mà có cái thử thách mà 24 giờ mà thả diều thì cũng ok, nhưng mà hơi khoai. Để đợt tới nó mùa hè đã, đợt này mưa rét lạnh lẽo tâm hồn lắm các bạn. Tắt rồi, nó tắt rồi. Không sao rồi à? Giữ màn hình. Ok. Con nào đeo lên cao hơn em nhỉ? À, vẫn đang lối dây à? Trời nóng đâu quá mưa rơi. Em thấy diều anh không? Cái nãy ấy, nó bảng rất là nổ luôn. Bảng bảo là con diều của em ấy làm xong rồi, làm nhanh thì ngon nên ngon luôn.
Nhưng mà sau khi mà mình với bạn cùng làm thì mới biết ai là chất hơn các bạn nha. Nhìn cái đuôi nó đẹp. Cái đuôi mình thấy cái đuôi của mình vẫn đẹp hơn. Ok các bạn ơi. Hai con diều cũng ngang ngang nhau nhá. Con này vào bác bộ hòa âm D90 là anh ạ. Cái gì? Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Cái gì cơ? Em bảo cái gì? Thả đóng bộ gì cơ? Qua bộ hòa âm D90. Đóng luôn bộ hòa âm D90. Chắc của mình phải giã bộ hòa còi 150 các bạn. Đàn bò 150. Hiền lắm nhỉ. Anh em vào giò bé. Sáo ra chuẩn bị nắp là giò bé chuẩn bị nó mang sáo to đùng ra thả đây. Nóng nên cứ tầm này mình thấy gió trên nó bé. Nhưng mà mình nghĩ là cống sáo là cũng nên được. Thôi giờ mình sẽ biểu diễn màn mắt tận tay cho các bạn xem nhé. Cuốn dây em ơi. Đây đây, cột cuốn nhanh nhá. Rồi, bắt tận tay cho các bạn xem. Ôi, con này không bị nành như nào luôn. Em phải ra sau này. Ở chơi hàng mini này không có gió rất là vui luôn các bạn nhé. Nên là các bạn nào thích chơi những cái hàng này thì tự làm đấy các bạn nhé. Mình không thể nào ship được những cái con hàng như thế này nữa. Bởi vì nó bé thể các bạn luôn. Dao nó hỏng với cả là làm là nâu lắm. Không hề sướng tí nào đâu. Nên là bạn nào thích chơi, bạn nào thích chơi hàng này thì chỉ có chơi gió nhỏ thôi, gió to không chơi được. Đây nhá. Bắt tận tay nha các bạn ơi. Ê sợi hàng này không có gì phải chê nữa cả. Ấn vào màn hình phát em rồi. Rồi, sáng xi măng. Xi nhận cái giải nhất nha. Ok không em? Xi nhận. Ôi, con nào cũng bay nhỉ. Ơi, con của em bay nhưng mà về cái đồ đẳng cấp thì con này nên ngon hơn. Ok chưa? Con em thấy con nào đi ngon hơn nè? Con của anh. À rồi. Cá. Sám xi măng. À xa. Cá. À đâu, Hiu Anh. Sám xi măng. Ây giời, sao cái đấy em bảo thích đen hơn mà. Đâu. Em thay lòng đổi dạ nhanh thế. Huy ơi, Huy chọn con nào Huy? Chả chọn con nào. Chả chọn con nào à? Đúng rồi, em xuống. Chọn con màu đen này. À, chọn con màu đen à? Ây giời. Đúng rồi, thằng này chỉ có nghiêng về số người nhiều hơn. Như mình thì mình sẽ vẫn chọn của mình hơn các bạn nhá. Ok, bắt tay bảng cái, tí xin bảng 200. Ok, bắt tay bảng cái, tí xin bảng 200. Vui vẻ không? Nhìn mặt bảng không vui vẻ chút nào các bạn ơi. Nhăn quá lắm anh em ạ. Thôi nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy video của mình hay cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho bạn cùng xem. Và đừng quên nếu mà muốn mua diều thì hãy... Ok, cảm ơn em. Nếu mà bạn nào muốn mua diều thì hãy inbox qua Zalo cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye các bạn rất là nhiều nhá. Anh em bye bye cái nào. Bye bye.